đã tìm thấy chưa? Hoàng thượng. Hoàng thượng. Xảy ra chuyện gì? Nô tỳ đáng chết, nhị a ca biến mất rồi. Biến mất rồi à? Nhị a ca sao rồi? Sao rồi hả? Có bị thương hay không? Có sao không vậy? Để nô tỳ xem thôi. Có bị thương hay không vậy? Sao rồi? Để nô tỳ xem coi. Hoàng thượng ra đâu? Hoàng A Mã, thần nhi không muốn ở cung A Ca, thần nhi muốn gặp Hoàng Nhạc Nương. Cô đừng sợ, nếu sợ thì kêu ba ma vào, trời sắp mưa rồi, mau về đi. Hoàng A Mã, đưa nhị A Ca về thẩm cung, không được phép ra ngoài nữa. Rõ hoàng thượng. Nhị A Ca mình đi thôi. Tiểu đức tử, ngày mai đổi toàn bộ nô tài hầu hạ nhị A Ca cho trẫm. Xét tội hết những người chăm lo nhị A Ca, nghe rõ chưa? Nghe biết tội, mong hoàng thượng tha ân. Nàng đã nói cái gì? Sao kêu hoàng hậu đừng trách nàng? Quả hoàng càng thành cung năm xưa và cái chết của hoàng hậu, có phải còn có bí mật gì không? Có phải nàng giấu trẫm chuyện gì không? Thần thiếp không hề giấu giếm. Không. Khi nãy trong giấc mơ, nàng cứ kêu hoàng hậu tha lỗi cho nàng. Nếu không làm gì sai, sao nàng lại nói như vậy? Chỉ là thần thiếp mơ thấy ác mộng. Lời nói trong mơ sao người coi là thật? Trẫm hỏi nàng, Đinh Quả Hoàng ở Càn Thanh Cung, nàng đã đi đâu và đã làm những gì? Thần thiếp đáng chết. Lúc Quả Hoàng ở Đông Noãn Cát của Càn Thanh Cung, thật ra thần thiếp cũng có mặt. Sao nàng lại tới Càn Thanh Cung? Thần thiếp vốn định đi thăm nương nương, nhưng nửa đường thấy có người đang tới Càn Thanh Cung nên đã đi theo tới đó. Nàng có biết thuộc duệ có chuyện gì phải tới Càn Thanh Cung không? Thần thiếp không biết. Nhưng sau đó thần thiếp và tỷ tỷ về mâu thuẫn nên nảy sinh cãi giả, vô tình làm đổ đèn cầy. Đèn cầy đã làm cháy rèm cửa, rút cuộc ngọn lửa càng cháy càng không thể dập được. Nên nàng đã thấy chết không cứu, tự mình thoát ra. Lúc đó nương nương bị cục nhà đè lên, thần thiếp không thể cứu người, chỉ có thể thoát trước. Cái chết của nương nương làm thần thiếp vô cùng hối hận. Nàng vì chuyện gì mà tranh cãi với thuộc duệ? Là vì thần thiếp, thần thiếp ỷ được sủng ái, mạo phạm tới nương nương, bị nương nương trách phạt, nên thiếp đã tranh cãi với nương nương, kết quả tạo nên sai lầm. Sau đó thần thiếp hối hận đã muộn, nên cố gắng nuôi dạy Miên Ninh, hy vọng Miên Ninh có thể kế thừa ngai vị, để nương nương trên trời được an nghỉ. Đình Nhi, thuộc duệ đối với nàng tình như tỷ muội, sao nàng có thể làm như vậy? Nàng còn luôn che giấu sự thật, trẫm có mắt không trọng, đã nhìn lầm nàng rồi. Tham kiến quý phi nương nương. Miễn lễ. Bổn cung nghe nói hoàng hậu nương nương bị bệnh, cố tình tới thăm người. Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi, mời quý phi quay lại sau. Tỷ tỷ, mội mội nghe nói tỷ tỷ không được khỏe nên cố tình qua thăm. Mội mội là mội sao? Vào đây đi. Bổn cung mấy hôm nay bị nhiễm phong hàn nên tinh thần có chút không tốt. Mội mội lo lắng cho sức khỏe của tỷ, cố tình sai người xin được lá bùa bình an cho tỷ từ bên ngoài cung. Mong tỷ luôn dồi dào sức khỏe. Mùi mũi thật có lòng. Tỷ tỷ vẫn chưa khỏe hẳn, đã mở cửa sổ, cẩn thận lại bị cảm phong hàn, khó bề trị dứt.
Bốn cô biết rồi, đã tạ mùi mùi quan tâm. Tối nay giờ tí gặp chỗ cụ. Tí tí mùi mùi tờ giấy đó. Bổn cung chỉ hẹn gặp một vị mama sắp xuất cung để nói chuyện. Mùi mùi đừng lo chuyện ban đầu. Tỷ tỷ không cần giấu giếm nữa. Người tỷ tỷ sắp gặp chính là người đàn ông trong phòng của tỷ ở trữ tú cung hôm đó. Tư thông với người khác, đại nghịch bất đạo, tội không thể dung. Đàn ông nào chứ, tư thông gì chứ? Mùi dám vô khống bổn cung sao? Chính ta mùi nghe thấy tiếng cười của người đàn ông từ trong phòng của tỷ. Mùi vào tới thì hắn đã trèo cửa sổ đi mất. Chuỗi đá mắt mèo đeo trên tay tỷ cũng là người đàn ông đó tặng. Xin tỷ tỷ đừng tiếp tục sai phạm nữa. Sớm ngày quay đầu, cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó mới có thể giữ được tính mạng. Nếu không có ngày ấy, bổn cung đã nhị dực từ lâu. Ngày cứu mạng ta, không có ngày, bổn cung vốn không còn lưu luyến trần gian. Tỷ tỷ được hoàng thượng ân sủng, lẽ ra phải vui vẻ mà sao? Được ân sủng từ lâu. Sau này mùi tiếp tục làm ái phi của mùi, ta tiếp tục làm việc mà ta muốn làm. Nước sông không phạm nước giếng, chúng ta vẫn có thể làm hảo tỉ mùi. Không biết liêm sĩ, còn ai biết thật đức, còn muốn quyết phải giúp con che giấu sự thật sao? Thái thượng hoàng, con thân là hoàng hậu, địa vị cao quý, hoàng thượng cũng đâu có bạc đãi con. Con lại không biết quý trọng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hoàng hậu thì sao chứ, cũng chỉ là cá chậu chim lồng. Tí tí, bao nhiêu năm qua con tùy người sắp đặt, yêu người không yêu, vốn sống không bằng chết. Nếu đã như vậy, chẳng sẽ cho con tội nguyên người đâu. Xin thái thượng hoàng ngu giận, hoàng hậu chỉ là nhất thời hồ đồ. Xin thái thượng hoàng nể tình nghĩa A-ca mà mở lòng khoan dung, tha thứ cho hoàng hậu. Không cần phải nói giúp cho thứ tiện nhân này. Thái thượng hoàng, người có lỗi trong chuyện này thật ra là người đàn ông đó. Tỷ tỷ, tỷ mau xin tội với thái thượng hoàng, nói ra tên người đàn ông đó đi. Muốn giết thì giết mình ta, ta sẽ không lưu lại người khác đâu. Tỷ tỷ, tỷ làm vậy không chỉ hại chính mình, cả nghĩa A-ca cũng sẽ bị liên lụy, tỷ có hiểu không? Con biết là con tiện nhân này báo tin cho người, dù con có chết con cũng bắt nó đi cùng. Tỷ tỷ, cô ta giới, cô ta giới. Tỷ tỷ, cô ta giới đây mà. Cô ta giới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đừng mà. Cô ta giới, đừng mà. Cô ta giới, cô ta giới, đừng mà. Cô ta giới. Miên Ninh, Miên Ninh, chăm sóc cho Miên Ninh. Tỷ tỷ yên tâm, mọi mọi nhất định nuôi dạy Miên Ninh nên người. Thái thượng hoàng, có phải người đã tìm ra tình lang tư thông với nương nương là ai không? Đó chính là thái y trong cung họ An. Trẫm đã xử lý hắn xong rồi. Nhớ kỹ, quả hoàng càng thanh cung chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Để bảo vệ danh tiếng của hoàng thượng, tuyệt đối không được nói cho ai biết chuyện này, nhất là hoàng thượng đó. Tiểu đức tử, ngươi thấy trẫm sủng ái thuộc duệ hay là Linh Nhi nhiều hơn? Trả lời thành thật đi. Theo đô tài thấy là hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương và hoàng quý phi nương nương đều hết mực sủng ái. Chỉ là... Nói! Sau khi hoàng hậu nương nương sinh xong nhị A-ca, tính tình trở nên cô độc. Hoàng thượng và hoàng quý phi nương nương tính tình hợp nhau, số ngày mà hoàng thượng lui tới cảnh nhân cung cũng nhiều hơn. Ngươi cảm thấy hoàng quý phi có phải người hiền lương không? Đô tài không dám nói bậy. Trẫm cho phép người nói. Hoàng quý phi nương nương độ lượng khoan dung, hài hòa thân thiện, đối với các phi tần thì càng hiền lành quý phái.
nô tài còn nhớ có lần hoàng quý phi nương nương bị con rùa phóng sinh cắn chặt không buông, chật vật hồi lâu. Hoàng quý phi nương nương cũng không muốn sát sinh. Từ đó thấy được nương nương đúng là độ lượng từ bi, không phải người đàn bà độc ác. Mạng tính của Linh Nhi rất ôn hòa, trọng cũng không tin nàng ấy sẽ ganh tị với hoàng hậu như vậy. Dù quả hoàng ở Càn Thành Cung năm xưa chắc còn có nội tình. Thì ra đêm đó Linh Nhi và hoàng hậu gặp nhau ở Đông Đoạn Cát, họ xảy ra tranh chấp nên dẫn tới quả hoàng. Hoàng hậu lại không kịp thời thoát thân nên đã gặp nàng. Tiểu đức tử, ngươi thấy thế nào? Nô tài cũng thấy chuyện này ác còn nội tình. Điều tra rõ tiểu tiết trong vụ quả hoàng năm xưa, nhớ kỹ, hành động phải bí mật, không được bứt dây động rừng. Dạ. Thiếp đã tìm thấy trên người bé gái gia thư mà Thường Xuân gửi về trước khi chết. Mọi thứ đều tốt, đừng lo. Chỉ vì một lá thư đơn giản như vậy mà giết hết cả nhà người ta. Có người lo lắng Thường Xuân sẽ tiết lộ bí mật vào trong lá thư này, cho nên mới bắt buộc giết người diệt khẩu. Vậy họ không tìm thấy lá thư sẽ không từ bỏ đâu. Không thể để họ biết muội muội của Thường Xuân vẫn còn sống. Ta đã thu xếp cho bé ấy đến một nơi bí mật và an toàn. Khi có cơ hội sẽ cho người dẫn nó rời khỏi kinh thành. Nàng không cần phải lo, cứ nghỉ ngơi đi. Hoa phủ cũng là hoa trung đường biết tính lo xa, nghĩ tới lợi dụng Lưu Hoàng Chi. Không ngờ một tấm đổ thống thiếp thì đã để cho bọn họ giết nhau không kịp trở tay. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lưu đại nhân tự cho công chính liêm minh, có gì tốt hơn bắt hắn lĩnh chỉ chém dưỡng tử chứ? Lần này hoa trung đường không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi dòng dây, còn đánh vào sĩ khí của hoàng thượng và đám quan già kia nữa, làm yếu danh thế phe của bên hoàng thượng. Đúng là tuyệt chiêu, tuyệt hòa chiêu. Hòa trung đường, hay là mọi người cùng giao kính ngài một chung. Được. Nào, cạn. Cạn. Sảng khoái, đúng là sảng khoái lắm. Nhưng mà hoàng thượng sẽ không bỏ qua chuyện này. Các ngài chuyện gì cũng đừng quá phô trương, để tránh có điểm yếu gì lọt vào tay của kẻ khác. Chưa tới kỳ hỗn loạn, cả đám tham quan ô hợp đã không kiên kỵ gì ngang nhiên họp mặt. Còn không đi. Bên ngoài xe ngựa chuẩn bị sẵn sàng, hãy để tôi tiễn các vị đại nhân ra đó. Mời. Hoa trung đường cáo từ. Đi thông thả. Hoa đại nhân, chúc mừng ngài, lại một mạng sống mất đi trong tay ngài. Hoàng thượng trị tham ô, phẫn làm thần tử chỉ là hỗ trợ mà thôi. Hoàng Chi bản tính hiền lành, trong sạch liêm chính. Nếu không phải các người bày mưu hãm hại, sao lại chết quan? Lưu gia nhiều đời đơn truyền, hương quả của họ Lưu thị từ nay đứt đoạn. Các người hại người như vậy, sau này nhất định sẽ gặp báo ứng. Chỉ trách Lưu Hoàng Chi là cháu trai của Lưu Dông. Sự việc là do Lưu Dông đích thân đi điều tra, thẩm vấn, đích thân phán trảm hình, không phải ai khác. Sẽ có một ngày ta sẽ giúp hoàng thượng trị tội ông. Sao cũng được, con không coi ta là cha, nhưng ta vẫn coi con là con. Ta là Đậu Khấu đi. À, chào cô. Tại sao mùi ấy trốn ở đó vậy? Nó cứ trốn trong góc tường đó, không ăn gì hết, cũng không nói gì hết. Chào mùi mùi, tỷ tên là Đậu Khấu. Miếng khoai lang này thơm quá, hình như là ngon lắm. Mùi yên tâm đi, tỷ tỷ đã giúp mùi đánh đuổi hết tất cả người xấu. Sau này muội ở lại đây thì sẽ không ai ăn hiếp muội được nữa. Nhưng mà muội không ăn gì thì sẽ bệnh đó. Hơn nữa cha và mẹ của muội cũng sẽ lo lắng. Thử một chút đi, hình như ngon lắm đó. Muội tên là gì vậy? Nhìn muội thanh tú như vậy, nếu mà cười chắc sẽ xinh lắm. Sau này tỷ gọi muội là Tiếu Tiếu nha. Có phải muội đang nhớ cha mẹ không?
cha và mẹ của muội đã lên trời rồi. Họ ở trên trời cao vẫn luôn dõi theo muội, vẫn luôn phù hộ cho muội. Tỷ cũng giống như muội vậy, ngày nào cũng rất nhớ cha mẹ. Tỷ sẽ làm sao đây? Nè, sau này hễ muội nhớ tới cha mẹ thì muội lắc lắc cái trống này, cha mẹ của muội trên trời sẽ nghe thấy thì sẽ biết muội đang nhớ tới họ. Được không? Đừng chen lấn, từng người một thôi. Mỗi người thực sự chỉ được một chén cháo lỏng. Người nhiều cháo ít, muốn người nào cũng có phần thì đành ăn cho qua ngày thôi. Bọn loạn đảng mặt điên giáo làm loạn khắp nơi, còn đốt kho lương thực, làm dân chúng phải lầm than. Sớm muộn gì bổn quay lại cũng sẽ diệt trừ Bạch Liên giáo, trả lại cuộc sống bình yên cho ba tánh. Kinh thành không có gạo thôi, có thể chuyển từ các nơi khác qua mà. Sông bị đóng băng, vận chuyển khó khăn, chuyển lương thực khó tránh chậm trễ. Cũng may là hoàng thượng cảm thông dân tình, ban cho bộ tế đường phát cháo cứu đói, tạm giúp được dân. À, mọi người à, cháo của ngày hôm nay đã phát hết rồi, ngày mai mọi người tới sớm hơn nha. Hãy nghe ta nói đi nè. Nè, tất cả hãy bình tĩnh đi. Nếu như quan phủ không phát gạo, vậy thì ta sẽ phát. Ông ta không thể nào đâu. Ông ta là đại gian thương đó. Gian thương sao phát gạo được chứ? Bốn thương gạo lớn chúng tôi đã thương lượng rồi. Tuy hôm nay quan lương không đủ, nhưng mọi người xem, bọn ta đã bỏ ra 1.000 cân gạo để phát cho mọi người. Đúng là phát gạo thiệt. Chánh Dũng, ấy chà, quan nhân, xin mời theo ta. Được. Quan gia, trong thành các người còn có gạo, sao từ đầu không bán cho bá tánh? Quan gia, chúng tôi là buôn bán lương thực mà, khó tránh có hàng tồn trữ, để phòng khi nào cần đến. Bây giờ quan lương không đủ, chúng tôi đồng ý bỏ ra hàng tồn trữ để bán cho triều đình, để quan phủ có thể có thêm gạo phát cho mọi người. À, chuyện này à, làm phiền đại nhân hỏi ý triều đình rồi. Gian thương bán gạo kinh thành đã trả giá bán gạo cao hơn gấp 3 lần bình thường, giống dĩ là thưa nước đục thả câu. Đám thường nhân bất lương thấy tiền sáng mắt, đáng đem ra trảm. Triều đình để cứu nạn đói, mắc thế nào cũng phải mua. Quan trọng nhất là ông chủ phía sau của bốn thương gạo lớn thực ra chính là hòa thân. Tình báo của chúng thần tra được, lúc đó hòa phu nhân lén hợp mặt với lái thương, tức là hòa thân đã tồn trữ lượng lớn gạo trắng từ trước, chính là để đợi Bạch Liên giáo làm loạn. Hay gì Bạch Liên giáo làm loạn ở kinh thành, điều đốt kho lương của triều đình. Hòa thân từ trước đã cấu kết với Bạch Liên giáo. Quan thượng, hay là thêm người ngựa đều phái lương thực từ các tỉnh xung quanh vào kinh, chỉ cần nhanh chóng khôi phục nguồn gạo cung ứng thì không sợ bị họ dắt mũi rồi. Nước xa khó cứu lửa gần, khó làm cũng phải làm. Chậm tuyệt đối không thể để cho ba tánh chịu đói ngày nào. Gạo vẫn phải mua, việc vận chuyển lương thực cũng phải đồng thời giải quyết. Món nợ này chậm sẽ từ từ tính với hòa thân. Thần tuân chỉ. Khởi bẩm hoàng thượng, Tế Sơn Đông phái người tới báo an ổ Bạch Liên giáo đã bị quân đội của Hòa Lâm đại nhân diệt trừ rồi. Hai vị lão sư, hai vị thấy thế nào? Hoàng thượng, nếu hòa thân có cấu kết với Bạch Liên giáo, vậy chuyện Hòa Lâm đánh tan Bạch Liên giáo thì không đáng tin đâu. Đúng vậy, Hòa Lâm và hòa thân là cùng chung bè lũ, đều rất gian xảo, không thể tin được. Hoàng thượng, lính của Hòa Lâm là hậu thuẫn lớn nhất của hòa thân, hãy lấy danh nghĩa ban thưởng triệu hắn về kinh để khống chế thế lực của hòa thân. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Tiểu đức tử, Phúng Đô Thống, cái đao này là... là của đại ca Khanh, Phúc Khang An. Bây giờ nên giao lại cho Khanh bảo quản. Yeah.
Được, đủ rồi. Phú Khang An, Khanh thắng rồi. Thanh bảo đao này là thuộc về Khanh. Khanh đem theo thanh bảo đao này thay trẫm ra trận giết địch, dẹp yên loạn tặc. Tạ hoàng thượng, Phúc Khang An nhất định không phụ lòng tin của hoàng thượng. Phúc Trường An, đệ thích thanh đao này như vậy, đợi khi đại ca đánh trận trở về thì tặng lại cho đệ. Huynh rõ ràng biết là đệ đề nghị như hoàng thượng tỷ thí không phải vì thanh bảo đao này, mà là vì không muốn huynh ra chiến trường, nội thương của huynh vẫn chưa khỏi mà. Đệ yên tâm đi, đại ca nhất định đánh thắng đám nghịch tặc Bạch Liên giáo, bình an trở về, sau đó cùng đệ uống rượu suốt 3 ngày 3 đêm. Phúc Khang An lập công ích công lao hiển hách cho triều đình, nếu hôm nay Khanh ấy còn, nhất định sẽ giúp đậm đối phó Giang Tế, một nhà tam kiệt các Khanh, là trung thần hiếm có của Đại Thanh. Nếu trẫm cần Khanh giúp, liệu Khanh có tiếp tục theo phe trẫm không? Thần mãi mãi trung thành với hoàng thượng. Tốt, lập tức khởi hành tới Sơn Đông, dù dùng cách nào cũng được, đều phải đưa được Hòa Lâm về kinh. Nhớ là phải hành động thật bí mật. Thần tuân chỉ. Sao rồi, anh trai chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát. Chuẩn bị xong rồi. Phúc đô thống, Hòa đại nhân, sự gì cấp bách chưa kịp thông báo, không ngờ Hòa đại nhân nhanh tới vậy đã biết tin rồi. Hoàng thượng ra lệnh cho ngài đi tới tận Sơn Đông, chuyện này nếu như hoàng mẫu cũng không biết thì những người nuôi bên cạnh mình không phải đã lãng phí hết rồi hay sao? Hoàng thượng lệnh ngài tới Sơn Đông gặp Hòa Lâm à? Hoàng thượng lần đầu giữ quyền triều chính, cẩn thận mọi việc. Phải ta đi Sơn Đông thưởng công Hòa Lâm đánh bại Bạch Liên giáo. Xem ra người lần này muốn nhân cơ hội này lôi kéo đại thần nắm giữ binh quyền. Hoàng thượng biết trọng dụng người tài, hiểu được lễ nghĩa là chuyện tốt. Hòa mẫu muốn nhờ Phúc đô thống một chuyện. Trong thời gian Tết, huynh đệ chúng tôi mỗi người một nơi. Hòa Lâm ngay cả cơm đoàn viên cũng không kịp ăn, trong quân doanh ăn uống đơn giản. Xin ngài hãy thay tôi đưa bịch hạt thông này, để đệ ấy nấu chút hạt thông ăn thêm. Được, Hòa đại nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giao tận tay cho Hòa Lâm. Vậy thì làm phiền Phúc đô thống. Lão gia, mời dùng trà. Phu nhân, khoan đã. Những hạt đậu trà đắng của người phương Tây này là ta đặc biệt kêu người của công ty Đông Ấn Độ mang về đây. Nàng xem thử có thích không? Là hạt cà phê mới. Ừ. Đa tạ lão gia. Ê, phu nhân. Lát nữa, ta còn phải vào cung dâng trà chép kinh cho đại hành Thái Thượng Hoàng. Hoàng hôn ta sẽ hồi phủ thật nhanh, tôi sẽ ở bên cạnh nàng. Nàng nhận hạt cà phê rồi, chuyện tối qua coi như bỏ qua đi. Thì ra Trường Mị trong lòng của lão gia nhỏ nhen vậy sao? Phu nhân tất nhiên không phải. Phu nhân nàng dịu dàng lương thiện, rộng lượng hòa nhã. Đủ rồi. À phải lão gia, nghe nói chàng đến phủ đệ Phúc Trường An với Nguyên Bảo, không biết có chuyện gì. Phúc Trường An phụng hoàng mệnh đến Sơn Đông thưởng công cho Hòa Lâm. Hoàng thượng trước giờ kiên kiện gì cơ, sao giờ đột ngột thưởng công chứ? Chỉ là mượn danh thưởng công, thật ra là lệnh Phúc Trường An bắt Hòa Lâm về kinh thành, dùng để uy hiếp ta. Phúc Trường An liệu có nghe theo lời của hoàng thượng mà làm không? Có, ta đã thử hắn rồi, hắn cố ý giấu giếm, xem ra hắn đã dựa vào gia khánh. Phúc Trường An loại tiểu nhân này gió hướng nào thì hướng ấy, ý chí không vững, lão già đáng lẽ phải sớm cắt đứt quan hệ. Con người này mặc dù không tình không nghĩa, nhưng mà ta luôn nghi ngờ quan hệ của hắn với đại hành Thái Thượng Hoàng. Phúc Trường An rất có thể sẽ là một con cờ để cho ta lật đổ hoàng thượng. Ý của lão gia là thân phận thật sự của Phúc Trường An là... Vẫn còn chưa chắc chắn, cho ta tìm ra được bằng chứng rồi sẽ tính kế lâu dài sau. Bành Nguyên Thủy, cứ làm theo ý của ta. Dạ rõ Hòa đại nhân. Cư trú ở của đại hành Thái Thượng Hoàng đưa cho người quản lý. Đậm hỏi ngươi,
Hôm cung càng thanh cháy lớn, khanh còn nhớ đại hành thái thượng hoàng ở đâu trong cung không? Dạ thần nhớ. Lúc đó đại hành thái thượng hoàng ở ngự hoa viên gần cung càng thanh. Chuyện đã 2 năm, ngươi chắc chắn vậy sao? Là bởi vì tối hôm đó xảy ra cháy, đại hành thái thượng hoàng lại ở gần đó, cũng may là người không sao. Di thần vì chuyện đó cũng thở phào một hơi, nên vẫn luôn nhớ trong lòng. Tại sao khởi cơ chú là giết không thành thật? Trên đây ghi rành rành là đại hành thái thượng hoàng ở dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện? Hòa thượng à, bút tích trên khởi cư chú này không phải của Di thần. Ý của người nói có người đã sửa khởi cư chú à? Hoàng thượng có thể so sánh bút tích trước sau là có thể phân biệt được. Bút tích so với những trang trước đúng là có chút khác nhau. Nếu chuyện này không liên quan tới khanh, khanh không cần phải hiểu. Những câu hỏi trẫm vừa hỏi ngươi, ngươi cũng không cần nhắc tới với người khác. Lui đi. Thần đã rõ, thần xin cáo lui. Có phải hoàng thượng nghi ngờ có người sửa khởi cư chú? Dựa theo ghi chép, hôm đó cháy lớn, lửa gặp gió, khi phật cháy không thể khống chế, còn lem qua điện giao thái. Trận lửa lớn này đúng là không bình thường. Không bình thường nhất là tại sao hoàng A Mã lại sửa khởi cư chú? Tại sao người lại đến cung Càn Thanh theo hoàng hậu? Tiểu đức tử, ngươi thấy hoàng A Mã với trận lửa lớn của cung Càn Thanh có liên quan gì không? Tha lỗi đô tài ngu muội chưa hiểu thấu, nhưng có một chuyện quan trọng muốn báo cho hoàng thượng. Theo sự hồi báo của thám tử, đầu khấu mê lâu đêm qua đã tới nhà của Thường Xuân đó. Xem ra hòa trung đường đang điều tra cái chết của Thường Xuân. Hòa thân vào cung chưa? Đang chép kinh ở Tử Quan Các. Nô tài tham kiến hòa đại nhân. Có chuyện gì? Hoàng thượng có việc muốn mời hòa đại nhân qua xử lý. Mùng 7 Tết mỗi năm, tất cả hoàng huynh đệ muội của chúng ta cũng đều tụ họp lại một bữa để minh hoàng A Mã. Nhưng mà năm nay hoàng A Mã long ngự thấn thiên, chúng ta không ăn mừng. Trẫm muốn làm theo hoàng A Mã, hy vọng mọi người có thể tụ lại ở dưỡng tâm điện cùng ăn mì trường sinh, ngụ ý đồng tâm đồng đức, khỏe mạnh trường thọ. Huynh đệ như thể tay chân đoàn kết với nhau là lý đương nhiên. Khó được hoàng thượng cũng có tâm ý này, chúng ta sau này nhất định phải gần nhau nhiều hơn. Đại hành thái thượng hoàng biết hoàng thượng trọng tình thân như vậy, chắc chắn sẽ rất vui lòng. Chủ ý của hoàng thượng đúng là tốt thật, nhưng mà tô mì trường sinh năm mới này cần phải được chọn vào một ngày đại cát cực kỳ tốt đẹp để tụ họp, như vậy mới huynh đệ hòa thuận, nhà cửa may mắn. Hoàng thượng là nhất quốc chi quân, với lệnh vua ai dám không theo chứ? Thần dĩ nhiên truyền là tới liền. Hoàng thượng, mì trường sinh năm nay sắp xếp như thế nào? Trẫm tự có chủ ý. Khởi bẩm hoàng thượng, mì trường sinh đã có thể dâng lên rồi. Được, dâng lên. Dạ. Hoàng thượng thánh an. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Hoàng thân, trước đây đại hành thái thượng hoàng thích nhất là mì trường sinh ngươi tự tay làm. Mặc dù đại hành thái thượng hoàng đã băng hà, nhưng trẫm muốn biết mì do ngươi tự kéo nó ngon tới đâu. Ân sâu của đại hành thái thượng hoàng, năm nay nô tài làm tô mì đầu tiên là để hiến cho đại hành thái thượng hoàng.
Dẫn Mị Trường Sinh lên. Hòa thượng, ngươi đúng là có lòng. Không uổng đại hành Thái Thượng Hoàng đã sủng ái ngươi tới vậy. Sao bí mật quá vậy? Ngay cả ta cũng không nói. Đâu có đâu. Ngài cũng biết càng ít người biết, Tiếu Tiếu sẽ bớt một phần nguy hiểm mà. Thì ra nó tên Tiếu Tiếu, nó cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi hả? Là tôi đặt cho nó đó. Tôi hy vọng cô bé có thể mau chóng nói chuyện lại, có thể cười lại. Cô thật xem cô bé là bùi muội thiệt sao? Có lẽ là do cùng cảnh ngộ thôi. Cô bé nhỏ như vậy đã mất hết người thân, sau này tôi sẽ bảo vệ cho cô bé. Cô về Mê Lâu liền đi. Không sao. Đăng, đừng mà, thả cô ra, thả cô ra, đừng mà. Em bé Thường Xuân rốt cuộc ở đâu? Đừng mà, thả cô ra đi, đừng, đừng. Nói, vợ chồng nói đúng không? Đừng, 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 ngươi muốn làm gì đừng mà, ngươi muốn làm gì đừng. Sao một canh giờ ta muốn nhìn thấy em gái của Thường Xuân? Nếu không thì mặt đất này sẽ được nhuộm máu đỏ bởi máu của cổ đó. Đi. Hòa thân, ông ra đây. Hòa thân. Ai đó dám xông vào hòa phủ, còn gọi thẳng tên của lão gia? Đầu khẩu xảy ra chuyện rồi, tôi muốn gặp hòa thân. Lão gia đã vào cung dâng trà chép kinh cho đại hành Thái Thượng Hoàng, không ở trong phủ. Đầu khẩu bị người ta bắt rồi, sao một canh giờ mà chưa đi cứu cổ? Tôi sẽ phải mất mạng đó. Bằng hữu của cô tới tìm lão gia, lão gia đã vào cung, còn chần chờ ta sợ không kịp nữa. Còn hai tên hắc y đó đã chế ngự được rồi. Đi thôi, mau đi thôi, nhanh lên. Hai người có thể Tiếu Tiếu sẽ gặp nguy hiểm, tôi phải lập tức đi cứu nó. Đậu khấu cô nương. Đậu khấu tỷ tỷ. Đa tạ cô nương dẫn đường. Lên. Nó chỉ là một đứa bé, cái gì cũng không biết, đừng giết nó mà. Chuyện ngươi muốn làm cũng đã làm xong, còn không đi. Đa tạ hòa phu nhân giúp đỡ. Tiểu Tiểu. Thì ra các người thông đồng là cô. Đại phu nói cổ mặc dù mất máu rất nhiều nhưng cấp cứu kịp thời, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ mau khỏe thôi.
Thuốc đã đem đi sắc, sắc xong rồi là có thể uống. Khi nào lão gia từ cung trở về, ta sẽ báo cho ngươi. Đa tạ ân cứu mạng của hòa phu nhân. Xem ra cô không muốn cứu bằng hữu của cô. Hắn ta vốn dĩ không biết cô bé đó ở đâu. Ngươi biết được chỗ ẩn náu của cô bé đó, chỉ có một mình Đậu Khống. Cô tới chỗ này là vì chuyện gì? Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Ta cứu lại Đậu Khống, các ngươi cũng có thể không tổn thất một binh một tốt nào, hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc thì cô muốn gì? Ta có cách tìm ra cô bé đó. Ngươi muốn xử lý sao ta mặc kệ, ta chỉ cần Đậu Khống bình an. Tại sao ta phải tin cô? Nếu như ta đoán không sai, lão gia nhà ta bị người cố tình giữ lại trong cung, tận dụng thời gian để các người đi tìm cô bé đó. Nếu như các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, để chủ tử biết được xử phạt, người có gánh vác nổi không? Được, ta đồng ý. Đồ Khấu, con sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Con muốn đi đâu vậy? Bên ngoài trời đang lạnh lắm, đừng ra ngoài mà. Đừng đi theo ta. Tại sao? Tại sao cô hại chết Tiếu Tiếu? Vì mạng sống của cô quan trọng hơn của bé gái. Ta từng nói, cho dù có xảy ra chuyện gì ta cũng bảo vệ nó, cho dù phải chết thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Tại sao cô lo chuyện bao đồng như vậy hả? Ta không quan tâm cô sống hay chết, nhưng mà lão gia quan tâm. Chỉ cần lão gia không muốn cô chết thì ta sẽ không để cô chết. Nó chỉ là một đứa bé thôi, nó không biết gì hết, nó vô tội mà. Ai đang muốn giết người diệt khẩu, cô và tôi đều biết rất rõ. Nó chết cũng là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, cả nhà của nó đã chết hết từ lâu, nó ở lại thế gian này cũng không còn ý nghĩa gì. Mạng sống con người đó, cho dù chỉ còn lại một mình cũng có thể thoải mái tiếp tục sống. Cô thật lòng muốn cứu đứa bé đó hay coi bản thân mình là nó? Làm việc lớn thì không thể phụ ơn của người khác. Lão gia là người làm việc lớn, cô làm việc cho lão gia không lẽ không biết cái nào là quan trọng? Hôm đó cô tìm được bức gia thư trên người của cô bé, đáng lẽ nên sớm kết liễu mạng sống của nó, để lại cái đuôi chỉ có thể hại mình hại người. Không ai được đánh phu nhân của ta. Chẳng có biết là... Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, một mạng đổi một mạng. Thì ra trong mắt chàng, mạng người không đáng giá tới như vậy. Hai người quả nhiên là trời xanh một đôi. Phu nhân, đa tạ nàng. Không cần đa tạ, thiếp chỉ đang làm chuyện thiếp cần làm thôi. Ta biết là nàng làm chuyện này cũng rất khó chịu, rất đau khổ, cực thân nàng rồi. Ta xin lỗi đã không cản trở hòa phu nhân làm vậy. Ngươi đi trước đi. Đậu Khấu, ta... ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Xin lỗi muội, tỷ tỷ đã không bảo vệ cho muội thật tốt. Người có lúc buồn vui ly hợp, trăng có khi tròn khuyết tỏ mờ. Chuyện trên đời khó có thể toàn diện. Ta không muốn nàng có chuyện được. Đậu Khấu, cây này hôm qua vẫn còn tươi tốt lắm mà. Phải rồi, sao hôm nay lại thành ra như vậy mà. Rồi rất nhiều người đều thấy. Thật vậy hả? Rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Ta không biết nữa, cô có biết không? Ta cũng không biết nữa. Sao tự nhiên lại khô héo rồi? Sao như vậy? Nói mấy người chúng thần không ngủ được, cho nên mới ra đây đi dạo thôi. Dạ phải đó. Dạ phải. Lùi xuống đi. Dạ, nô tài cáo lui. Nô tài cáo lui. Nô tài cáo lui. Nô tài cáo lui. Thứ mà Cảnh nói chính là cây mai này sao?
Bấm hoàng thượng, tôi là trong phòng thái giám, mọi người tranh cãi xôn xao, nhắc tới nhiều nhất chính là cái cây mai bỗng dưng lại khô héo này. Không ngờ là hoàng thượng cũng có hứng thú với cây mai này nhiều tới vậy. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Tại sao khanh còn ở trong cung? Thái thượng hoàng ngày trước, mỗi tối mùng 7 tháng giêng hàng năm, cũng đều cùng ở đây, tới đây để ngắm mai viết thơ. À, mặc dù năm nay cảnh còn người đi, nhưng mà nô tài thực sự không chịu được phải tới đây ôm lại kỷ niệm. Nhưng mà cây mai này hình như có chút không may mắn. Anh nói sao vậy? Nô tài không dám. Chỉ là trong cung đồn đại, cây mai này đột nhiên khô héo là bởi vì ở trong cung có vong linh quan hồn dứt dưỡng chưa thể siêu thoát, nấp trong thân cây. Không biết hoàng thượng suy nghĩ như thế nào. Hàm Phúc Cung là một trong tên lục cung phía trong Tử Cấm Thành. Sau khi Cạn Long băng hà, Gia Khánh ở lại Hàm Phúc Cung chịu tang, ở đây chủ trì chuyện chính trị, tự mình chấp chính. Tháng 10 cùng năm mới chuyển sang dưỡng tâm điện. Cùng đồ岁月有多少，脑内浮过没了才发现，就算今天后悔不迟，不可扭转你离别，如没有你，我又为谁人思念？